này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành nhãn giới là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la la đa. Chẳng hành nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao này thiện hiện? Vì tánh của nhãn giới còn không có sở hữu, huống là có nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của sắc giới cho đến tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, còn không có sở hữu, huống là có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành nhĩ giới là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành nhĩ giới hoặc thường giới, hoặc vô thường, hoặc thường hoặc là, khổ, khổ, là hành Điếng. bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa mật đa chẳng hành thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì tánh của nhĩ giới còn không có sở hữu huống là có nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh tánh của thanh giới cho đến tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra còn không có sở hữu Uống là có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.